Xin mời nhân viên quầy trang phụ nữ đến phòng dịch vụ khách hàng. Xin mời nhân viên quầy trang phụ nữ đến phòng dịch vụ khách hàng. Đây những gian hàng bánh kẹo ngày Tết. Hạt bí. Này là nho khô. Đây là mứt măng cầu, mứt mẹ, mứt gừng dẻo. Kẹo mứt gừng. Đúng rồi, kẹo mứt gừng. Mẹ đó, mẹ kẹo này kẹo gì? Kẹo mứt gừng. Mứt gừng. Xin mời các bạn đến quầy mỹ phẩm. Xin mời các bạn đến quầy mỹ phẩm. Mứt dừa miên miếng, mứt dừa non, mứt dừa non quý vị ơi, mứt này mới nha, 159.500 đồng một ký, một bịch về là 34.000. Mứt củ năng. Mức pha lè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con. Giống như dạng như chỗ này ở ngoài nó sợ có trong sốt sốt khó được.